Mở đầu bộ phim là một lời giới thiệu. Thiên diễn đại lục phân làm 5 vực, trong đó có 4 vực là Đông Tây Nam Bắc, là có tài nguyên phong phú, phù hợp để sinh sống. Mà trung vực lại hoang vu, mặt bằng xấu, rất khó để sinh tồn. Hầu hết các cường giả nhân tộc đều chiếm cứ 4 phương. Mà yêu thú thì thế yếu, phải sống ở trung vực. Năm 425 lịch Phạn Thiên, tông chủ Tà Tông ở trung vực thổi tà hóa thành hình người, dẫn đầu đại quân mưu tính cướp địa vị của nhân tộc. Nơi đánh chiến đầu tiên chính là Đông Vực. Thanh Nguyên Tông là tông môn tu hành tại Đông Vực. Nhận lệnh của Thượng Tông Vân Điện, tập hợp các thế lực của vương triều Thế Tục cùng nhau chống trả thiên tai yêu quân. Tên đeo mặt nạ này chính là thiên tai yêu quân. Vì xây dựng thần quốc, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hắn hô hào đám đàn em yêu thú của mình xông lên định săn bằng thành trì của nhân loại. Phe địch với khí thế hùng hổ, ồ ạt tấn công vào trong thành, giết người không chớp mắt. Không thể để ý đồ của đám này thành công, nhân loại cũng đứng ra phản kháng kịch liệt. Vậy nhưng không phải đối thủ của bọn chúng. Trong thời khắc nguy cấp, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện. Nàng ta đi tới đâu, băng lãnh xuất hiện tới đó. Thì ra nữ nhân này chính là điện chủ của Thượng Tông Vân Điện, tên là Ninh Vũ Điệp. Nàng chỉ cần tung ra một chiều đã đóng băng được con ma thú khổng lồ và tiêu diệt nó. Sau đó hắn lệnh cho quân hùng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn được đám ngoại vực này. Thôi tài cho rằng nhân tộc nắm giữ đại lục đã vạn năm, êm ấm quá lâu rồi, nào có biết cảnh khổ ở trung vực. Bây giờ đã tới lúc thay đổi mọi thứ rồi. Nói rồi hắn ta cũng xuất thủ, Ninh Vũ Điệp cũng nhanh chóng tung chiều, hai cao thủ hàng đầu của hai vực giao chiến kịch liệt. Cuối cùng Thôi Tà bị đánh bại, vậy nhưng Ninh Vũ Điệp cũng nhận lấy kết cục thảm hại, linh tức hao tổn, rơi vào hồn mê, mất đi thần hồn và rơi xuống Đông Vực, không rõ tin tức. Nhiều năm về sau, La Tộc ở quận Tông Minh, Đông Vực xảy ra hỗn loạn, nhị gia của La Gia là La Bính Quyền tham vọng quyền lợi, nên đã hợp tác với người ngoài, hạ đầu giết chết huynh trưởng La Gia chủ La Tiêu nhằm đoạt vị cấp quyền. Sau chủ La Tiêu bị em trai La Bính Quyền giết với tội danh phản bội gia tộc. Sau đó ông ta tiếp nhận vị trí gia chủ. Con trai La Tiêu là Lai Trình và đệ tử của mạch trưởng đều bị coi là gia nô hạ đẳng, bị mang đi lao động khổ sai và bị đánh đập dã man. Trong số đó có một kẻ gọi là La Ngọc Thư, tuy bệnh tật đầy người, vậy nhưng vẫn không tránh khỏi bị ăn đòn. Bọn hắn chỉ hy vọng có một ngày, thiếu gia Lai Trình sẽ xử đám người tàn bạo này. Đâu ai biết rằng, Lai Trình bây giờ còn chịu cảnh tra tấn thế thảm hơn, ngày nào cũng bị bọn chúng ép uống thuốc. Đang dược đó không chỉ khiến việc tu hành bị trì trệ mà còn không ngừng tạo ra ác mộng khiến thần trí hỗn loạn. Người thiếu niên này chính là Lai Trình. Hắn bây giờ đang bị nhốt trong ngục giam đặc biệt, toàn thân bị xích sắt trói lại nhằm làm bạn với mấy con chuột. Tỉnh dậy sau cơn mơ, Lai Trình vô cùng hốt hoảng. Đúng giờ lại lên, lão quản gia Phương Thông tiến vào trong ngục. Nhìn thấy Lai Trình đang ngủ, gọi bằng lời không được nên lão quyết định dùng quyền cước đánh thức Lai Trình. Vừa vặn hắn mở mắt, cánh tay nhanh như chớp tóm lấy chân lão rồi đập cho ông ra này một trận. Tuy bị Lai Trình dùng dây xích sắt quấn cổ uy hiếp, vậy nhưng lão ta cậy có người chống lưng nên cả gan đe dọa ngược lại. Hôm nay là ngày thiếu gia La phải nhìn xuất quan. Nếu động vào lão, không sợ La thiếu gia sẽ tức giận hay sao? Đến lúc đó những người khác sẽ vì hành động này mà mất mạng. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, cho nên Lai Trình định phải thả lão ta ra ngoài. Hôm nay tha cho mạng chó của lão. Hắn biết mấy người này tới đây là muốn làm gì, chẳng qua là đem hắn để lấy lòng La Phái Nhiên mà thôi. Lai Trình cũng muốn gặp tên kia nên chủ động yêu cầu bọn chúng dẫn đường. Dọc đường đi qua vô số phòng giam, những người bị giam giữ tại đây có lẽ đều có liên quan tới mạch trưởng. Trong bộ dáng bọn họ vô cùng cực khổ. Tên này chính là thiếu gia chủ La Phái Nhiên, quản gia đến thông báo đã đưa Lai Trình lên đài diễn võ rồi. Hiển nhiên là đám này đang muốn hắn lên sân ăn đòn. La Phái Nhiên tỏ ra hầu hứng muốn đi gặp Lai Trình. Tại diễn võ đài, thiên chỉ huy đang giảng giải cho đàn em nghe. Võ đạo Đông Vực sơ truyền một câu nói là dưới bầu trời thì đều là phàm nhân. Vậy nhưng, muốn bước vào thiên tiên thì phải trải qua năm cảnh giới, luyện da, luyện thịt, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy. Thì sao bọn chúng mang đám nô lệ lên đây là để làm bao cát cho bọn chúng tập luyện? Tên nào tên ấy của phe địch đều cao to lực lưỡng, bị ăn một đấm là xác định nằm xuống hoặc về đất mẹ. Dù là như vậy thì Lai Trình vẫn chủ động đi ra khiêu khích. Hắn muốn thay mặt La Ngọc Thư chiến đấu với bọn chúng, không giới hạn quy tắc, sống chết tự chịu. Lời vừa dứt, Lai Trình đã gồng mình rồi lấy tốc độ nhanh như chớp lao lên, chỉ một đấm đã hạ gục đối thủ. Sau đó hắn còn cào gan khiêu khích bọn chúng cùng nhau lên hết một lượt đi. Lời này đúng là hổng hách, cần phải cho tiểu tử đó biết mùi ăn đòn là như thế nào, cho nên bọn chúng lập tức lao lên. Đáng tiếc Lai chưa kịp biểu diễn thực lực thì đã bị đánh nằm cho sấp mặt. Không ngờ thực lực Lai Trình đã đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ, như vậy xem ra cũng có bản lĩnh. Đột nhiên La Phái Nhiên xuất hiện,
họ không quên vỗ tay tán thưởng Lai Trinh vì màn chiến đấu vừa rồi. Tuy nhiên, song điều trong lời nói lại không khớp với hành động. Lai Trinh cứng rắn đáp trả, gã ta thấy vậy liền muốn thử sức một phen. Xem thiếu gia thiên tài ngày xưa của La Gia bây giờ còn mạnh tới đâu. Lời vừa mới dứt, thân ảnh La Phá Nhiên đã biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt đã có mặt sau lưng. Lai Trinh vừa kịp nhận ra thì đã bị ăn ngay một cú đấm giằn mặt. Thực lực tên này đã đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong nên dễ dàng bón hành vào mồm nam chính. Tổ tiên La Gia từng để lại hai viên thánh dược là thiên địa tạo hóa đàn, mà tác dụng duy nhất của đàn dược này chính là nâng cao cảnh giới. Đây chính là trái với lời dạy của tổ tiên La Gia, đó là tự ý dùng thánh dược. Gã ta cố chấp, thậm chí còn trực tiếp xúc phạm đến phụ thân đã mất của Lai Trinh. Điều này khiến Lai Trinh cực kỳ phẫn nộ. Gã ta còn tiết lộ thêm một chuyện bí mật nữa. Mỗi mỗi thiên tài của Lai Trinh sống tại Thanh Vân Tông hình như đắc tội phải đại nhân vật nào đó, nên bị phạt đi kiểm điểm ở luyện ngục sơn. Đời gã tiến nhập vào Thanh Vân Tông sẽ đi thăm nàng ta hộ Lai Trinh. Lời này chính là đang mỉa mai hắn vô dụng, không thể cứu được ai. Dù rất muốn cứu người, nhưng ngay bản thân hắn còn không xong nữa là... Suýt chút nữa là đám lính canh được đi nhà sách cho hắn rồi. Trở lại phòng giam, Lai Trinh vô cùng thất vọng. Nơi này từng là chỗ tu hành quan trọng nhất La Gia, bây giờ lại đổi thành phòng giam, thật đúng là mỉa mai. Bây giờ bản thân đã không có thực lực, nên hắn vô cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ La Gia phải hủy hoại trong tay những kẻ tàn bạo kia sao? Nhìn vào quyền cùng pháp đang lật qua lật lại, hắn liền cầm nó lên. Bản thiên đạo vấn hiến này đã đọc hết đạo lý rồi. Vậy nhưng duy chỉ có bốn chữ lấy ơn báo oán trong sách là hắn vĩnh viễn sẽ không chấp nhận. Nếu không phải lúc trước phụ thân dùng tấm lòng nhân hậu tin bốn chữ này thì Mai Trường Tồn cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Bản thân ông cũng sẽ không bị huynh đệ cùng tộc sát hại. Bây giờ thế đạo lợi dục lên cao, những quân tử nhỏ huấn này không có chỗ dùng nữa. Hắn ném quyền thiên đạo vân hiến vào đống lửa nhằm đốt trụi nó. Đốt xong quyển sách, Lai Trinh mới hối hận. Sách này dạy người hướng thiện, họ cứ phải hủy nó. Sách vốn không có tội, sai là vì hắn thực lực thấp, chỉ có thể mặc người khác sắp đặt. Đột nhiên quyển sách sau khi bị đốt lại hiện ra vô số chữ. Các dòng chữ nhanh chóng bay lượn rồi nhập vào người Lai Trinh. Chỉ hành động vô tình, nhưng đây lại chính là bước ngoặt của nam chính. Thân thể hắn tỏa ra hào quang sáng rực. Điều này vô tình thu hút quan sát Phương Thông. Lão ta tức giận đi đến kiểm tra xem Lai Trinh đang rời cho quỷ gì. Về phía Lai Trinh, sau khi bị các ký tự trong công pháp nhập thể thì vô cùng đau đớn. Thân thể hắn cũng nhanh chóng ngất xỉu rơi xuống nước. Trong linh thức, hắn vang lên một giọng nói già nua. Kẻ phát ra âm thanh này là một đầu rồng, có vẻ như đầu rồng này đang muốn luyện hóa Lai Trinh. Hắn tỉnh lại trong một nơi u ám, toàn thân xuất hiện vô số vết tích. Còn chưa kịp biết nơi này là chỗ nào thì đã bị tấn công kịch liệt. Người làm chuyện đó là hai tên khổng lồ da xanh. Bọn chúng vung búa định đập nát nam chính thành bã. Bọn chúng muốn dùng nhục thể linh thần của Lai Trinh để luyện tập thái thượng luyện khí tháp. Coi như là hắn bây giờ đang trở thành pháp bảo để cho bọn chúng rèn luyện. Lai Trinh bị ăn hành ngập mồm, đứng giữa khoảnh khắc sinh tử, chỉ cần bước thêm một bước nữa là đi qua cánh cổng địa ngục thì hắn bất ngờ vùng dậy, dùng hết 10 thành công lực cùng ý chí không chịu khuất phục để thoát ra, phản công ngược lại. Tiến hai tên giả xanh tỏ sắc về đất mẹ rồi lao ra ngoài lò luyện hóa. Đồng rồng thấy con mồi chạy thoát nên lập tức đuổi theo, đáng tiếc là vẫn chậm hơn một bước. Rất nhanh sau đó Lai Trinh cũng tỉnh dậy. Có lẽ lần này dùng quá sức nên nhanh chóng ngã xuống bất tỉnh. Cùng lúc này, lão quan giáo hốt hoảng chạy đến bẩm báo cho La Bính Quyền về chuyện vừa mới nhìn thấy ở bên trong điện lao. Tại một hang động u ám nào đó, một kẻ khác đang tiến hành luyện hóa một thứ gì đó. Hắn ta dùng những nô lệ của La Gia để làm nguyên liệu. Vì hút hết sinh mệnh, bọn họ đương nhiên là phải chết. Đáng tiếc là nhục thân của những người này quá yếu, không thể nào giúp hắn ta hoàn thành công việc được. Thứ hắn tìm là một người có nhục thân mạnh mẽ. Rốt cuộc người đó đang ở đâu thì vẫn chưa biết. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng mình xin một like nhé. Video còn nhiều thiếu sót, hy vọng các bạn hãy góp ý bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.